Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân Miền Tây Học Hỏi Và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái clip là mình sẽ hướng dẫn cho những các bạn mà để gắn một cái bản lề xây cô chú anh chị và các bạn. Thì cái lúc trước mình đã có chia sẻ một cái lắp bản lề xây ở cửa cổng, thì cũng có nhiều bạn có bình luận comment bên dưới cho mình á. Thì nói gắn ở dưới đế không có được chắc chắn và cửa mở không được, thì cái cửa đó thì mình vẫn đỡ mở được bình thường nha cô chú anh chị và các bạn, tại vì các bạn xem lúc đó mình không có quay là mình mở ra mở vô cho cô chú và các bạn xem được, nên các bạn đã bình luận nói là làm không chắc chắn. Thì do cái hồ ở dưới là trước khi mình đó là mình nhận làm lại của người ta, nên cái mặt nền ở dưới nó không được cứng, thì mình đó mình tưởng rằng là nó sẽ cứng, mình đóng 4 tắc kê. Thì chủ nhà nói thôi để 4 tắc kê đó cũng được. Thì mình làm xong mình có đổ hồ xuống cứng rồi, thì nên mình không có thay thế bằng cây sắt đóng vô được nha cô chú anh chị giấc mơ các bạn. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị và các bạn đã bình luận nói là phải đóng 4 cây sắt cho nó chắc chắn. Thì đóng 4 cây sắt cũng được, nhưng mà mình xài tắc kê thì nó cái mình đã cắt âm cái bản mã đó. Thì thường mình kêu bản mã thì mình cắt âm xuống thì nó không có để mà đánh đổi mình xích nổi cái cánh cửa nha cô chú anh chị các bạn. Thì ở đây thì mình đang gắn một cái đế, thì cái đế dưới là mình kêu bản mã đó. Đế này thì đế tự chế chứ không có mua ở ngoài chợ nha. Thì cái bản lề xây này á, thì bản lề xây này là 50 đó, bản lề xây 50 mình dùng gắn cho cánh cửa là bề ngang là 3m1, chiều cao là 3m3 nha cô chú anh chị. Tại vì cái cửa cũ nên một lát nữa là mình sẽ gắn cánh cửa vô, thì cho cô chú anh chị và các bạn xem cánh cửa nó cũng khá là nặng. Thì đây mình đang lấy kim để mình phan đóng tắc kê. Nhưng mình không xài tắc kê, mình bốn cái sắt mờ như lời của các bạn đã bình luận những cái clip trước của mình chia sẻ về lắp bản lề xây á. Thì hôm nay mình sẽ làm lại một cái clip này, mong chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn xem và dễ hiểu hơn nha. Thì nó bản lề này thì nó cấu tạo của nó là dùng ở trong đó nó chỉ có hai cái bạc đạn hai bạc đạn thì nó sẽ chịu lực rất là nặng, không sao nha. Nó là cái này nó nhiều loại lắm, cái loại này là mình lấy loại trung bình, còn cái loại lớn loại nhỏ thì dùng mình xài trong nhà thì nói bản lề này cỡ này là rất là vừa nha cô chú anh chị nha các bạn. Thì mình đã đo tim xong, bây giờ mình sẽ phan xuống 4 cái lỗ là 10 ly. Sau đó mình sẽ đóng sắt xuống cố định lại nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình cố định xong cái miếng đế ở dưới xong là cái bản mã đó, thì mình sẽ hàn cái bản lề vô trước nha, một dưới chân trước, rồi sau đó mình sẽ đưa cánh cửa vô là sẽ phan cái bát ở trên, sẽ gắn bản lề trên nha. Rồi mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp công việc của mình làm, chia sẻ cách để lắp một cái bản lề xây cho cái cửa nặng nha. Rồi cô chú anh chị và các bạn xem mà có cái những gì mà thắc mắc về bản lề xây hoặc là cửa thì nhớ bình luận bên dưới để cho mình biết và học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Thì mong cô chú anh chị và các bạn xem video của mình, nhớ đăng ký và chia sẻ và cho mình một like nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp video của mình nha.
Rồi sau khi mình đã hàn cái đế ở dưới chân xong thì mình sẽ đo cái chiều cao lên, thì mình sẽ lấy lỗ phan bắt miếng bát để gắn cái bản lề trên nha cô chú anh chị và các bạn. Thì miếng bát này thì mình dùng sắt là Q4, dài là 4 tấc, mình có hai phan hai cái lỗ 10 ly. Thì đối với cột á, thì mình dùng tắc cây sắt, còn như tượng này tượng 10 thì mình sẽ dùng mù lon thẳng luôn nha cô chú, cho nó chỗ vô trong luôn. Rồi mình sẽ bắt miếng bát này lên. Thì cái miếng bát này á, thì mình sẽ đo cái cửa của mình chiều cao bao nhiêu, thì mình sẽ cộng thêm là 1 tấc của bản lề. Thì bản lề thì mỗi một cái như vậy chiều cao của nó là 5 phân, thì mình cộng vô 1 tấc tùy theo cái bản lề lớn nhỏ nha cô chú anh chị và các bạn. Mình phải đo chiều cao của bản lề xong rồi mình sẽ cộng thêm với cái cửa của mình, kích thước của mình là nó dài bao nhiêu thì sẽ cộng thêm 1 tấc nữa. Dạ, bắt cái bản lề cái bát trên để gắn vào cái bản lề nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái cánh cửa này nó có kích thước là bề ngang là 3m1, chiều cao là 3m3, dùng là sắt hợp 48 1 ly 8 và sắt cây là phi 12, nên nó rất là nặng nha cô chú anh chị và các bạn, nên mình dùng một cái xe nâng để nâng ở ngoài sân vô để mình lắp lên vô cái bản lề này. Đó, thì cái cửa nó rất là nặng nên mình di chuyển lên phải cẩn thận, nên mình gắn lên cái bản lề này rất là cố định chắc chắn nha cô chú anh chị. Đó, cái cửa thì bản lề này nó có cái cấu tạo của nó là cái cửa mình nặng thì xài nó rất là im. Đó, nó không có bị kêu hay là gì hết nha cô chú. Ở trong cái bản lề đó thì nó có mỡ bò chấm rồi. Khi mình đưa lên mình hàn thì nó vẫn chảy mỡ bò ra, nhưng mà nó vẫn còn ở trong nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái clip trước mình hướng dẫn thì có những các bạn nói là hàn vô là nó bị cháy hết rồi, là không có sử dụng được. Là thực chất là không phải nha. Thì mỡ bò thì chảy thì nó sẽ nằm trong đó chứ nó không chảy ra ngoài được. Nóng thì nó sẽ chảy chứ không có hư được nha cô chú anh chị và các bạn. Thì những bạn đó thì không biết là có gành bên nghề này hay không, nhưng mà bình luận bên dưới thì mình cũng cảm ơn bạn đó rất là nhiều. Thì đang di chuyển cái cửa này vô rất là khó khăn nha cô chú anh chị, phải dùng xe nâng để mà nâng đỡ tiếp lên nha. Rồi sau mình đã đưa cái cửa vô thì mình sẽ chấm cái mình chỉnh xong thì mình chấm cái chân ngay cái bản lề cho nó cố định cái ngang của chú anh chị cho các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục lên trên, mình sẽ hàn cái bản lề trên nha. Thì mình cố định bản lề dưới để cho nó không bị chạy tới chạy lui. Rồi mình sẽ lên trên, mình sẽ lắp cái bản lề trên và sẽ hàn lại.
Rồi, khi mình đã hàn cái bản lề méo ngoài thì mình sẽ xuống dưới mở cửa vô, thì vô bề trong để hàn cái mé trong ở trên lại ngang của chú anh chị cho các bạn. Đó, mình thì mình hàn có một mé mà đã mở cửa được như vậy thì rất là ok nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình hàn cái mé phía trong nha. Đó. Thì cô chú anh chị và các bạn thì nếu mình có làm thì mình quan trọng là nhất cái bản lề mé trên mình phải hàn cho nó chắc chắn lại nha, để mình mở lâu dài lâu ngày, tại vì ở trên nó rất là có chịu lực, nó chịu lực gạch ga nên mình phải làm cho nó chắc chắn để thôi nó sẽ lâu ngày mình mở qua, mở ra mở vô thì nó sẽ nứt, sẽ đứt cái mối hàn nha. Khi mình hàn chắc chắn thì nó không có đánh đổi nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì mình phải chấm cho nó giáp luôn cái bản lề, do thì mình để camera nằm ở dưới nhưng mình quay bằng điện thoại thì không có mang lên trên. Nếu mà có mang lên trên được thì mình sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị các bạn xem, hàng cho nó sẽ dòng theo một cái bản lề xây thì nó sẽ ôm cái bản lề mình vô cố định chắc chắn, thì cái cửa mình xài rất là lâu dài nha cô chú anh chị và các bạn. Khi mình đã hàng ở trên xong thì mình xuống dưới ở dưới chân mình sẽ gia cố thêm mối hàn cho nó ôm cái bản lề xây vào cái chân của cánh cửa cho nó chắc nha. Thì mình cũng quên, mình lưu ý rằng là nhắc cho cô chú anh chị và các bạn, thì ở những cái đầu trên và đầu dưới của cánh cửa mình xài chất hợp như vậy thì mình sẽ hàn thêm một cái miếng que ngang cô chú anh chị và các bạn, các khoảng chừng 2 tấc hoặc là 1 tấc rưỡi, để khi đó mình đưa cái cửa vào thì mình nó sẽ chấm vô cái bản lề xây mình nó rất là chắc chắn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại mở ra mới vô cho cô chú anh chị và các bạn xem cánh cửa bản lề xây nó có nhẹ hay là không nha. Nó cánh cửa này nó rất là nhẹ, rất là im nha cô chú anh chị các bạn. À, thì mình buông là tự động nó chạy vô, mình đẩy nhẹ là nó chạy vô. À, trên dưới rất là gọn gàng luôn nha cô chú anh chị, không cần khuôn bao nha. Để mà xây được cái cửa mà mình được hai chiều, mở lần đằng trước được mở lần sau được, thì cô chú anh chị và các bạn nhớ là mình sẽ hở cái tường ra khoảng chừng 1 phân trở lên nha cô chú anh chị, tùy theo cái cửa lớn nhỏ, thanh đố lớn nhỏ, 1 phân trở lên thì nó sẽ mở được hết hai chiều. Thì do cái tường này nó không có được đứng nên mình đầu trên mình đã cho nó hở ra rất là nhiều, ở dưới thì cái chân nó sát rất là sát. Thì mình cũng chia sẻ về cách để lắp một cái cửa bản lề xây trong nhà dưới trọng lượng là rất nặng nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình cũng kết thúc clip nha, rồi mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn xem tiếp những clip tiếp theo. Rồi, ok, bye bye.